Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giải trí Tổng hợp. Hôm nay sẽ tiếp tục là một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung. Ở dưới ngòi bút của nhà văn Kim Dung thì xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series kiếm hiệp của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở dưới ngòi bút của nhà văn Kim Dung, sau khi chúng ta lược qua một số tiểu thuyết thì chúng ta có thể phát hiện ra ngoài những môn phái chính giáo thì sẽ có không ít những môn phái tà giáo, mà võ công thì ngoài những công phu nổi danh như là Hàng Long Thất Bát Trưởng hay Nhất Dương Chỉ thì cũng có vô vàn những môn võ công âm độc, tỉ như là Huyền Minh Thần Trưởng, Hàn Băng Miên Trưởng. Những võ công này thì đều là những loại võ công vô cùng lợi hại, nhưng nếu như muốn bàn về võ công nào là loại âm độc nhất thì đương nhiên sẽ xảy ra rất nhiều tranh luận. Dưới đây xin mời quý vị của bạn cùng với kênh Giải trí Tổng hợp tìm hiểu về 10 loại trường pháp âm độc nhất ở trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Thứ 10 đó là Hàn Âm Tiễn. Đây là trường pháp xuất hiện trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ do anh cô sáng tạo. Hàn Âm Tiễn trường lực đi theo con đường âm hàn, một trường liền đập vỡ 17 khối gạch xanh mà mỗi toái phiến của từng viên gạch không tứ tán bay lên. Âm tàn cũng mạnh mẽ đều có đủ cả. Nếu như đánh vào trên thân người đúng là khó mà tưởng tượng. Anh cô tại Hắc Long Đàm khi cùng Dương Quá giao thủ đã từng dùng lộ trường pháp này đánh trúng Dương Quá. Nhưng bởi vì nội công không so nổi với Dương Quá mà không thể đả thương được hắn. Thứ 9 là Độc Xa Trưởng. Trường pháp này xuất hiện trong tác phẩm Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, là của Linh Trí Thượng Nhân. Bộ trường pháp này đã từng đem vương sứ nhất của toàn chân giáo đánh thành trọng thương, kém chút đã trở thành trung thần tàn phế. Linh Trí Thượng Nhân cũng là một trong những cao thủ rất ưa thích dùng độc. Chủ tu hai đại tuyệt kỹ đó là Đại Thủ Ấn cùng với Độc Xa Trưởng. Muốn tu luyện Độc Xa Trưởng cần không ngừng tán phát chất độc xuống hồng xa. Độc xa tán phát khí độc rót vào trong lòng bàn tay, sau đó đem khí độc biến thành nội lực. Đứng thứ 8 là Tôi Tâm Trưởng. Xuất xứ từ tác phẩm Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, nổi danh với Hắc Phong Song Sát luyện thành thực quyển hạ của Cửu Âm Chân Kinh, thuộc về ngoại môn võ công, không cần nội công của quyền thượng vẫn có thể luyện thành. Theo miêu tả, Tôi Tâm Trưởng chính là võ công đã thương nội tạng của địch nhân 10 phần âm độc. Về sau trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tôi Tâm Trưởng lần nữa đề cập, người sử dụng đó chính là Dư Thương Hải của phái Thanh Thành. Hắn từng dùng trường pháp này liên tục hạ gục mấy vị tiêu sư của Phúc Uy Tiêu Cục. Kẻ trúng trường này được miêu tả là trái tim sẽ bị phân thành 7-8 mảnh mà chết. Đứng thứ 7 đó chính là Hàn Băng Miên Trưởng. Lộ trường pháp này xuất hiện ở trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là tuyệt kỹ của Thành Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, chính là một loại công phu 10 phần âm độc. Bởi vì Vi Nhất Tiếu năm xưa luyện công phu này bị tẩu hỏa nhập ma, tam âm mạch lạc bị hao tổn, sau mỗi lần kích dẫn nội lực không thể không hút máu người để mà ức chế hàn độc. Về sau nhờ có Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương Thần Công hóa giải nên hắn đã không cần phải tiếp tục hút máu người nữa. Đứng thứ 6 đó chính là Hàn Băng Thần Trưởng. Đây là trường pháp xuất hiện trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, là trưởng lực do trưởng môn Tà Lãnh Thiền của phái Tùng Sơn sáng tạo ra, là do hắn kết hợp cùng với Đại Tung Dương Trưởng cùng với Hàn Băng chân khí mà tạo thành, có thể phát ra chân khí chí âm chí hàn. Khi Tà Lãnh Thiền cùng với Nhập Ngã Hành luận võ, hắn đã dùng công phu này để đối phó với Hấp Tình Đại Pháp, khiến cho toàn thân đông cứng, huyệt thiên chỉ bị phong bế. Trong đan điền, Nhậm Ngã Hành còn cảm giác như có mấy chục thành tiểu đào đang liên tục đầm loạn. Khi cùng Nhạc Bất Quần tỷ võ, Tả Lãnh Thiền lần nữa sử xuất Hàn Băng Thần Trưởng, mà Nhạc Bất Quần bằng vào Tử Hà Thần Công cũng chỉ có thể đón lấy hai trưởng, đã cảm thấy khó lòng chống đỡ. Có thể nhận thấy môn võ công này là tuyệt đối vô cùng lợi hại. Đứng thứ 5 là Thiết Trưởng. Đây là trưởng pháp xuất hiện trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu, là tuyệt kỹ độc môn của Cầu Thiên Nhẫn, thành danh hiển hách trên giang hồ. Trong võ lâm, Cầu Thiên Nhẫn có thể được xem là cao thủ cùng một cấp bậc với Ngũ Tuyệt. Lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm, thiết trưởng công của hắn còn chưa đạt thành hóa hầu, cho nên hắn đã lựa chọn tiếp tục tu luyện. Lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm khi thần công đã đại thành, hắn đã có nhiều hơn 7 phần lòng tin sẽ giành được chiến thắng. Công phu này chí dương chí cường có thể sánh ngang với Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng theo Cầu Thiên Nhẫn thì công phu của hắn uy lực vẫn còn chưa đủ. Cho nên khi hắn luyện công là mượn nhờ độc vật mà luyện. Hoàng Dung đã từng nhận quán một trưởng, nếu như không có Nhuyễn Vị Giáp hộ thân cùng với Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn kéo dài tính mạng thì nàng ta hẳn là sớm đã phải chết. Sau lại phải nhờ đến Nhất Đăng đại sư cứu giúp,
hao tổn đi công lực cả đời của ông ta. Mà năm xưa con trai của anh cô cũng là bị hành hạ bởi độc trưởng này mà phải chết. Đứng thứ tư là Ngũ Độc Thần Trưởng. Trưởng pháp này có xuất xứ từ Lý Mạc Sầu trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ. Bộ trưởng pháp này cần thi triển cận thân. Khi phát trưởng trên lòng bàn tay có chứa kịch độc, đánh trúng đối thủ ở trên vết thương sẽ hiện ra chỉ ấn chu sa. Khi chết càng là sắc mặt biến thành màu đen, kịch liệt đau nhức và ngứa rát. Về sau, Lý Mạc Sầu thị sát thành tính, tay cầm băng phách ngân châm, Ngũ Độc Thần Trưởng giết người vô số. Kẻ trong giang hồ vừa mới nghe tiếng đã sợ mất mật. Về sau Dương Quá từng khẩu thuật dự xuất đạn chỉ thần công, có thể phá giải Ngũ Độc Thần Trưởng. Đứng thứ ba là Hóa Cốt Miên Trưởng. Lộ trưởng pháp này xuất hiện trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký, là từ Thái Hậu giả Mao Đông Châu. Thủ pháp lấy trưởng làm chủ, vận chuyển thư triển, động tác liên miên không ngừng. Trưởng pháp vận hành thành hình vòng, kình lực xúc cường kình, bên ngoài hiện miền nhù bộc phát tấn mãnh. Người này là Tư Sa Đáo chui vào hoàng cung, trước sau đã dùng trưởng lực hại chết Hiếu Khang Hoàng Hậu và Vinh Thân Vương. Hóa Cốt Miên Trưởng có thể xem là một loại công phu âm độc cực kỳ khó luyện. Bị trưởng lực đánh trúng thì cả người bắt đầu hoàn toàn giống như chưa phát giác. Nhưng hai canh giờ sau, nó sẽ phát tác, toàn thân xương cốt sẽ mềm như bông, khắp nơi đứt từng khúc, tạng phủ vỡ tan, thảm không nói nổi, lại không thể nào mà cứu chữa. Đứng thứ hai đó chính là Huyền Minh Thần Trưởng. Trưởng pháp này xuất hiện ở trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là cực hạt cực độc, võ công của Huyền Minh Nhị Lão. Là một loại trưởng pháp âm độc vô cùng, trưởng lực mạnh mẽ giống như là bài sơn đảo hải. Một cỗ nội lực cực kỳ âm hàn xông tới, đối thủ chỉ một thoáng toàn thân rét lạnh thấu xương. Trên người hiện lên trường ấn năm ngón tay màu lục sắc, hàn độc nhập thể, chạm tay vào cảm thấy băng lãnh, giống như là đang sờ đến một khối hàn băng. Trên lưng một chỗ khác lại giống như là đang thiêu đốt, bốn phía lại là rét lạnh thấu xương. Hàn độc nhập thể lúc phát tác thống khổ, không chịu nổi, cửu tử nhất sinh. Trường lực này xưa nay đã từng nổi danh với lại Bách Tổn Đạo Nhân. Khi Trương Vô Kỵ chúng phải Huyền Minh Thần Trưởng, ngay cả với Thuần Dương Vô Cục Công, cả trăm năm của Trương Tam Phong cũng không thể khu trừ được độc tính của nó. Đứng đầu chính là Băng Tằm Độc Trưởng. Xuất hiện ở trong tác phẩm Thiền Long Bát Bộ, người sử dụng chính là Du Thản Chi. Do thiên hạ đệ nhất độc trùng Băng Tằm cùng nội công dịch cần kinh thôi phát mà ra. Kỳ thật độc tính chí hàn chí độc nơi Băng Tằm đi qua, cỏ cây trong nháy mắt đều khô kiệt. Khi Tiêu Phong cùng với Du Thản Chi giao chiến ở Thiếu Lâm đã có đoạn miêu tả về độc trưởng này như sau. Mỗi lần song trưởng chạm vào nhau cũng không khỏi khiến cho Tiêu Phong rùng mình, cảm thấy hàn khí nhập thể. Có thể thấy được Băng Tằm độc trưởng là vô cùng lợi hại. Ngay cả Tiêu Phong võ công siêu quần, thiên hạ đều khiếp sợ, cũng phải e ngại trưởng pháp này. Rồi mới tạm hạ lưỡng hạ, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, để phòng tránh bị độc trưởng gây thương tích. Nên Băng Tằm độc trưởng xếp thứ nhất, có thể nói là không còn gì để tranh cãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung, 10 loại trưởng pháp âm độc nhất, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm kiếm hiệp khác của những nhà văn như là Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành hay Ngọa Long Sinh, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập với channel của mình để theo dõi những nội dung đã được đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.